Bạn đừng nghĩ là bạn gây bạn có mở nội tạng nha. Hai cái việc này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu mà bạn mập thì khả năng bạn có mở nội tạng nó cao hơn. Nhưng bạn gây chứ chắc bạn là bảo là tôi gây cũng có mở nội tạng không. Không phải, hai cái việc này không liên quan. Ai sẽ dễ có mỡ nội tạng nhất? Ai dễ có mỡ nội tạng nhất hả? Bất cứ ai cùng có thể có mỡ nội tạng. Ngay cả khi một người rất là gầy vẫn có mỡ nội tạng. Không tránh được. Ngày xưa tôi làm lâm sàng thì khi nhiều bệnh nhân rất là gầy nhưng họ vẫn có mỡ nội tạng. Bạn đừng nghĩ là bạn gầy bạn có mỡ nội tạng nha. Hai cái việc này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu mà bạn mập thì khả năng bạn có mỡ nội tạng nó cao hơn. Nhưng bạn gầy chứ chắc bạn là bảo là tôi gầy cũng có mỡ nội tạng không? Không phải, hai cái việc này liên quan. Okay. Công nghệ Libertas là một công nghệ hóa lỏng mô mỡ ngoài cơ thể kết hợp với cái việc đào thải mô mỡ. Và cái cơ chế của nó là sẽ hóa lỏng mô mỡ, cảm giác mà tăng cái cảm giác no, điều chỉnh cái chế độ ăn khoa học hơn và healthy hơn. Thì như vậy là kết quả mang lại cái giảm cân nó hiệu quả tối ưu hơn. Và các bạn sẽ cảm nhận rất rõ sau một tháng tham gia cái liệu trình này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn có một cái để mà đo cái chỉ số. Nghĩa là khi các bạn ăn một cái món ăn vào, chúng tôi sẽ đo tổng số xem món ăn này nó là kilocalo. Và chính cái nền tảng kilocalo chúng tôi sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn cho các bạn để làm sao các bạn đạt được một cái chế độ ăn nó ít cái năng lượng đưa vào, nó ít kilocalo nhưng về mặt sức khỏe các bạn vẫn đảm bảo, về mặt dinh dưỡng vẫn đảm bảo và cơ thể vẫn đủ sinh hoạt hoạt động mà không bị mệt, không phải khát nước, không thấy cảm giác mệt mỏi trong người giống như những sản phẩm chức năng mà các bạn đã dùng trước đây và không được phép của Bộ Y tế. Giảm mỡ vì sức khỏe, chọn Libo Extra.